Chào nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Lâu quá khi mà mình đi cái chuyến đi hồi hương về Tây Nguyên để mà thăm anh, có ghé qua Bình Phước thăm mấy ông cậu đó, cho nên mình mới đi cái tuyến đường đó. Mà khi qua đó thì anh cho anh em mình những cái tình cảm, gửi quà, trái cây, gửi những cái thứ gì đó mà anh em có thể là thích, anh gửi anh tặng cho. Tập thơ thì anh đã gửi tôi trước rồi, gửi đường bưu điện, nhưng mà khi mà trực tiếp thì anh em mình có tâm sự Hà Nguyên thì mới hiểu thấu đáo được tình hình mà anh bán nước, bán đồ đó. Cái thời kỳ anh có bán nước, nước đây là nước chẳng hạn như giải khát là rượu bia rồi chứ không phải là nước nhà đó. Cho nên anh em đừng hiểu nhầm đó. Thì qua đó thì anh cũng đã gửi tặng cho tôi cái kèn. Thì tình hình đó thì mình thôi có tập thử mà khó quá, khó. Tôi cũng định chắc là cũng khi nào tôi cũng gửi lại cho anh, mà anh cũng còn cái anh còn cây nữa, anh còn cây Yamaha là của Nhật Bản, còn anh cho tôi cái cây này, cái cây của thằng Chợ Lớn đó, là Chợ Lớn là cái này cây này là anh để cho mấy đứa nhỏ nó quậy phá cho. Còn cái cây Yamaha Japan đó thì anh để dành đi. Cây đó thì nói chung là ok. Sáng hôm nay thì cũng mời anh uống cà phê. Mình thì sáng cũng dậy sớm mà ngủ không được. Tình hình sức khỏe rồi nói chung là mình cũng già lớn rồi, cũng giống anh thôi. Sáng hôm nay thì nói chung là trời, ngoài trời thì cũng âm u. Hôm qua thì mưa lớn, hôm qua mưa lớn, hôm nay thì trời còn âm u, không có nắng, trời cũng vậy buồn bã. Tình hình sức khỏe anh trên đó là chắc có lẽ là cũng ổn ha. Nói chung là anh em cũng mừng. Thì thấy anh ra thơ bài nào bài nấy cũng nghiêng, rồi bài nào bài nấy cũng là thu về em ơi. Nói chung là mình nhìn là mình cũng thấy mừng. Hứa với anh là đem cái kèn này về tập thổi, mà tập mấy cái bài mà tôi viết cho anh đó, nó khó. Mình đâu có phải chuyên nghiệp đâu, mình chơi tài tử amateur. Cho nên là mình cũng về mình nghêu ngao cho nó vui thôi. Từ hôm nay mà nếu mà tôi thổi được cái gì đó thì tôi thổi cho anh nghe, anh em mình tâm sự buổi sáng uống cà phê vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì nói chung là anh em mình chỉ có thơ văn rồi nhạc cho nó vui thôi, chứ mình không có làm được cái gì nữa. Còn nếu mà biến động tốt thì anh em mình ngồi nhậu la rai vậy thôi, chỉ vậy thôi, không có. Nhận quà biếu bài thì thơ đăng ở trong tập mà tạp chí của hội thì gửi về, thì nói chung anh em mình cũng chia sẻ với nhau. Nói chung anh em nào cũng vậy thôi, có gì mình chia sẻ với nhau, chứ cũng chả có khoe khoang như thế này nọ. Cũng giống như bây giờ tôi thổi rồi, tôi thổi cho nó vui, chứ tôi cũng chả khoe khoang gì cả. Cho nên tôi mà thổi mà anh mà có đưa cho anh em nào mà giới thiệu anh em nào, anh em mà nói cái thằng cha này ăn có ngồi thổi bậy bạ thì mình cũng chấp nhận thôi. Có những cái mình liều mạng mà mình cho nó vui, chứ không phải mình làm những cái điều gì mà gọi như là bất lợi, là chăm chỉ với người khác, mình không thích như vậy. Thì tôi rất cảm ơn anh, cầm cái kèn này tôi cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cho tôi những cái âm hưởng về cái kèn harmonica. Nói chung là xuất xứ thì tôi không tìm hiểu làm gì, chỉ anh em mình nghêu ngao vài câu nhạc chơi cho nó vui thôi. Ví dụ như tôi về tôi tìm thử rồi về đây là nốt đồ rồi, đồ rê mi fa son la si
tôi thổi lại coi đúng nha. À, vậy là đúng rồi. À, nếu mà mình thổi được như vậy là mình sẽ tìm bài. À, mình thổi đại thử một cái bài nào có đúng không? Vậy là được rồi. Thổi tầm bậy cho nó vui anh. Nói chung là mình biết mấy cái nốt nhẹ đâu, là cái âm hưởng trong đầu rồi, nhưng mà mình nhớ cái gì là mình thổi cái nấy thôi. Còn những cái bài mà tôi biết cho anh tập không được. Nói chung cái gì cũng vậy, nó có một cái học tập. Cũng giống như anh làm thơ vậy, tự nhiên đâu phải anh viết thơ tại anh thích quá. Cũng giống như tụi tôi thích quá, rồi quá trình mình học ABC từ lớp 1, lớp 2 cho đến đại học, thì trong quá trình anh em nào thích cái chuyên môn nào thì anh em mình cứ theo cái môn đó, rồi bắt đầu từ từ đó mình học, chứ có thần thánh gì đó, mình tự nhiên mình biết. À, thôi, sáng hôm nay thì chỉ gửi gắm lại anh những cái điều để mà anh em mình giữ sức khỏe, rồi bên cạnh đó là có những cái tác phẩm rất hay về thơ, anh em mình cảm nhận được cái gì đó thì anh em mình gửi gắm với nhau, rồi chia sẻ với nhau. Đó, còn đi nghe kèn này thì anh lấy ra anh mới tập như thôi vậy á, đồ rê mi mi pa pa, đồ à, nếu mà không có thì anh lấy cái đờn ra anh tập xuống âm đồ rê mi pa sa la si đồ. À, nếu mà anh sợ ồn quá thì anh chung vô cho cái mắt khạp nước á, anh chung vô cái lưu á. À, anh tập đồ rê mi pha sao cho la si đồ à, để khỏi phiền phức hàng xóm bà con láng giềng, rồi bên cạnh đó là ở nhà mình nữa, nói ông này ông khùng, có đồ rê mi pha sao cho la si đồ hả. Nói chung là thanh nhạc thì nó cũng tập như vậy đó, cho nên là anh em nhạc sĩ cũng phải học qua cái đó. Thanh nhạc học hát thì nói chung là học ký xướng âm sân phe, nói chung là đều có như vậy thì anh em mới đáp ứng lại cái nhu cầu nguyện vọng, cái sự thích thú đam mê của mình. Còn nếu anh em có điều kiện thì đi vác sách vác vở ôm gạo vợ nhà vợ con mình đi vào nhạc viện mình học, hoặc là không có điều kiện thì mình học là tại chức hàm thủ. Nói chung là như vậy thôi. Thì nói chung là thơ văn nhạc họ, tất cả mọi môn đó đều là làm cho đời sống của mình ngày càng vui tươi, ngày càng vui tươi, và để mình cảm nhận điều đó để giúp cho đời có hương vị thêm. Chúc anh sức khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc trong những ngày mùa dịch này, và xin chào anh.